Ông đi lụm ve chai với có bán vé số không? Hả? Ông có bán vé số không? Có rồi, bán hết rồi. Bán hết rồi hả? Nay ông lớn tuổi không? Món quà này là của bà Thấn, 91 tuổi, mẹ của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ tặng cho ông. Ông có gửi lời gì cho bà Thấn không? Ông gửi... Có với chú mà hết rồi. Ông gửi lời gì cho bà Thấn tặng quà cho ông không? Chưa tặng quà. Dạ. Ông chưa. Gửi lời gì không? Hả? Ông gửi lời gì không? Tôi hả? À. Lê Hữu Chính. Dạ. Lê Hữu Chính. Dạ. Ở bên thằng Huệ á. Đó mấy ông qua bển chụp hình, bển làm rồi. Tôi không thấy có tiền. Dạ. Chụp hình xong rồi. Nay bà Thứng cho ông nè, ông có cảm ơn hay chúc không? Dạ. Cho thì lấy. Dạ. Thôi thì gửi tặng món quà tình thương của bà Thứng gửi tặng cho ông nha. Cảm ơn. Dạ. Chúc ông. Bển bên trong quầy á. Dạ. Phải rồi bên đây à. Cảm ơn ông rồi. Dạ. Ông bị lãng hả chị? Lãng tai à hả? Quá trời. Dạ. Ông bị lãng tai hả? Hả? Con nói với ông có nghe không? Ông bị tai ông không có nghe rõ hả? Lê Hữu Chí. Ôi ông không có nghe rõ bà ơi. Cô Vicky chú Hưng ơi. Rồi con chúc ông về vui mạnh khỏe nha. Chưa, chưa cho tiền. Dạ. Hỏi đồn ở đây qua bển hỏi tôi qua bển tôi dẫn về tới nhà chụp. Trời, trời sao hả? Nói mà trước luôn. Dạ rồi, con chào ông. Ông đi về vui vẻ nha. Con chào, bye bye.